Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức lại công bố quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách ứng dụng chuyển đổi số trong phương thức bán vé. Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về cuộc thi tìm hiểu pháp luật nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Nhân rộng mô hình trồng mít Thái ở xã Phước Hà và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thuận Bắc giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã trao quyết định của Thường trực Hội đồng dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thuận Bắc giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở cơ sở, đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực trình độ chuyên môn để cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh, nhất là việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động thực hiện chức năng giám sát, khảo sát và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh phải luôn gìn giữ và phát huy tốt truyền thống của cơ quan, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động để góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh, đáp ứng mong muốn kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động chỉ định đồng chí Phan Ninh Thuận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bác Ái nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị đồng chí Phan Ninh Thuận tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập, nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực công tác để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái triển khai nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập người dân, tăng cường đoàn kết lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sáng ngày 2 tháng 4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy và chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo công tác bàn giao. Tại hội nghị, Đại tá Lê Anh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận nhận bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy từ Đại tá Vũ Đình Nhất, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại tá Ngô Văn Lãng nhận bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng ghi nhận sự đóng góp của Đại tá Vũ Đình Nhất sau 39 năm phục vụ trong quân ngũ. Trải qua nhiều vị trí công tác, trên cương vị công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị Đại tá Ngô Văn Lãng trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cũng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tập trung khẩn trương rà soát nội dung công việc còn triển khai, duy trì tốt nề nếp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể các cấp ủy, chủ huy đơn vị, đồng thời tham mưu kiện toàn đầy đủ các chức danh trong Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
đại diện Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định của tỉnh ủy về việc chuyển chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam gồm 18 đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo quy định 60 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Việc chuyển giao sẽ đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt và kịp thời trong hoạt động của Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã ký kết chuyển giao và tiếp nhận chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh ký kết chuyển giao 42 đoàn viên chi đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận về trực thuộc Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức quan trọng khác. Chiều nay, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng dân tỉnh làm việc với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Thuận Bắc để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật giáo dục giai đoạn 2018-2022. Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Thuận Bắc được thành lập cuối năm 2015, biên chế hiện nay là 10 cán bộ giáo viên nhân viên. Giai đoạn 2018-2022, trung tâm đã hướng nghiệp dạy nghề cho 2.905 học sinh phổ thông, tổ chức 82 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 2.191 lao động nông thôn ở hai huyện Thuận Bắc và Ninh Hải. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc hỗ trợ tiền ăn đi lại cho học viên là người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng và người thu hồi đất nông nghiệp 30.000 đồng một ngày là quá thấp, học viên không đủ trang trải trong quá trình tham gia học nghề. Theo biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, lưu ý Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Thuận Bắc tiếp tục tăng cường phối hợp với các hội đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền và nhân dân để nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp từ bậc phổ thông để học sinh có định hướng đúng về ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó, trung tâm cần đẩy mạnh liên kết với các trung tâm khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp để triển khai các mô hình đào tạo theo chuỗi gắn với cấp chứng chỉ, kỹ năng nghề quốc gia và đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phù hợp với cơ cấu các ngành nghề lĩnh vực đào tạo. Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2023 của đồng bào Công giáo và Tin lành, chiều nay lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận, Linh mục Trịnh Hữu Hưởng, đại diện miền Ninh Thuận, Hạt trưởng Hạt Phan Rang, Linh mục Nguyễn Kim Đệ, Hạt trưởng Hạt Ninh Hải, Mục sư Nguyễn Chí Tín, trưởng ban đại diện Hội thánh Tin lành Ninh Thuận, Mục sư Nguyễn Văn Bảo, quản nhiệm nhà thờ Tin lành Phan Rang. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, mục sư, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm phát triển. Đồng thời, mong muốn các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tốt đời, đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc các vị linh mục, mục sư, tín đồ tôn giáo đón lễ Phục sinh năm 2023 vui tươi, an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé. Điều này tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đặt mua vé, đồng thời giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Thế nhưng việc mỗi nhà xe triển khai riêng một ứng dụng đặt vé trên mạng hay còn gọi là app bán vé như hiện nay chưa thật thuận lợi cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Kinh doanh quán ăn uống ở khu K1 thành phố Phan Rang Tháp Chàm, chị Trần Ngọc Quỳnh Như cho biết, trước đây khách đến quán sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu trở về bằng taxi. Chị Như thường điện thoại đến tổng đài các hãng taxi để đặt xe. Nhưng hơn một năm nay, chị sử dụng app để đặt taxi, vừa tiện lợi vừa không tốn phí cước điện thoại. Mình có đặt xe trực tiếp trên app này luôn, đỡ phải mất thời gian chờ, rồi mình không có còn phải có tốn chi phí điện thoại.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 hãng taxi với 275 đầu xe các loại, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ taxi. Đến nay đã có 4 hãng taxi ứng dụng app đặt xe để phục vụ khách. Khi cài đặt và vào app, khách hàng có thể thấy số hiệu những taxi đang chở khách quanh khu vực, loại xe và cả tên, số điện thoại của lái xe. Sau khi khách hàng ấn vào biểu đồ xe của app để lựa chọn số hiệu phương tiện, lập tức lái xe sẽ liên lạc lại với khách mà không cần qua trung gian của tổng đài. Khi mà triển khai cái app này á, thì cái app này nó mang lại cho khách hàng á, thứ nhất là giảm chi phí cuộc gọi, thứ hai nữa là nó tiện ích và nó nhanh chóng và nó kịp thời. Cái thứ ba là nó sẽ tránh cái tắc nghẽn cuộc gọi. Cái thứ tư là nó tăng cái quyền lựa chọn của khách hàng. Không riêng các hãng taxi, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hành khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh cũng đã ứng dụng các app đặt vé để đa dạng phương thức bán vé cho hành khách. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể cài đặt app bán vé của các nhà xe để đặt vé và thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt. Khách hàng có thể đăng nhập lên trên đó và kích vô nhà xe của tụi em và có thể chọn lựa được với những cái chuyến xe của riêng mình. Khi mà khách hàng chọn xong thì có thể thanh toán trực tiếp ở trên cái app. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 trên 11 nhà xe đã ứng dụng app để bán vé. Đại diện các nhà xe đã sử dụng app bán vé cho biết, đến nay, hơn 50% lượng vé bán ra được người dân đặt mua và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua app. Qua đó tiết kiệm đến 20% chi phí vận hành và tăng 10% đến 30% doanh thu cho doanh nghiệp. Thế nhưng, việc mỗi nhà xe sử dụng app bán vé riêng như hiện nay cũng phần nào gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu đặt và mua vé trong những dịp cao điểm lễ Tết. Nhiều cái nhà xe nó có nhiều app quá thì đâm ra có những cái lúc mà thời cao điểm á, sẽ làm cho mình nó hơi là bối rối, là kiểu nhà xe này mình phải đi di chuyển với nhà xe khác. Mình chỉ mong muốn là khắc phục cái kiểu là các nhà xe sẽ vào một cái app chung. Sở Giao thông Vận tải cho biết năm 2022, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm ứng dụng mua bán vé xe sử dụng chung cho các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ website cdđinhthuan.hanhchinhcong.net, đồng thời đã tổ chức hướng dẫn các đơn vị vận tải khai thác sử dụng. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tuyên truyền về lợi ích, kết quả của việc ứng dụng app bán vé chung đến các đơn vị vận tải và người dân để cùng tham gia, qua đó để tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân, tiết kiệm được chi phí quản lý vận hành cho đơn vị vận tải. Xu thế chuyển đổi số trong hoạt động bán vé của các nhà xe hiện nay là đòi hỏi tất yếu của xã hội. Để mang lại hiệu quả cao, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục nâng cấp phần mềm ứng dụng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và người dân trong quá trình sử dụng, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đợt 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến năm 2023, và từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023 sẽ tổ chức đợt 2. Đây không những là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc và cư trú tại Ninh Thuận nâng cao nhận thức pháp luật, nắm bắt các nội dung cơ bản của các nghị quyết của Đảng, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Để rõ hơn về cuộc thi này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước hết thì xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Vâng, thưa bà cho biết rõ mục đích ý nghĩa của cuộc thi tìm hiểu pháp luật nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến năm 2023 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. Về cái cuộc thi tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến năm 2023 thì Mặt trận quyết định với cái mục đích trước hết là đổi mới cái phương pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung của chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Thì trong cái này thì cũng đã góp phần thực hiện cái nghị quyết 09 của tỉnh ủy về cái chuyển đổi số,
tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các kế hoạch chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thứ hai nữa là thông qua cuộc thi thì để nhằm khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tự giác nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật, cũng như là tìm hiểu các nội dung của nghị quyết của Đảng, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người trong cái việc chấp hành và thực thi pháp luật nghiêm túc. Vâng, vậy bà có thể cho biết cụ thể hơn về một số nội dung chính của cuộc thi? Với cuộc thi này thì tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 là chúng tôi là bố trí cái nội dung thứ nhất là tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng và tìm hiểu các cái nghị quyết của Đảng, nhất là chủ yếu là các cái nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, như là nghị quyết 05 về cải cách hành chính, 09 về chuyển đổi số, nghị quyết 12 về cái bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, và nghị quyết 16 về cái tăng cường thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Vâng, thưa bà, việc tổ chức cuộc thi bằng hình thức trực tuyến đặt ra yêu cầu là phải dễ thao tác, dễ xử lý, dễ sử dụng để tạo thuận lợi cho người tham gia. Vậy ban tổ chức cuộc thi đã đề ra các giải pháp gì cho vấn đề này thưa bà? Chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã cài đặt cái phần mềm ứng dụng dễ nhất và thông dụng nhất để cho người thi dễ tiếp cận và khai thác. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ đăng tải những cái cách hướng dẫn, cách đăng nhập vào đường link cuộc thi và hướng dẫn cách làm bài ở trên cái fanpage Facebook và trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái đường link cuộc thi vào các nhóm Zalo của cán bộ Mặt trận các cấp để mọi người có thể là chia sẻ đường link đến rộng rãi hơn, sâu rộng hơn và vận động người dân tham gia cuộc thi tích cực hơn. Đối với cuộc thi này thì tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị, các tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân hưởng ứng và tham gia để làm sao khi mà kết thúc cuộc thi thì chúng ta đạt được một cái hiệu quả cao nhất và toàn dân là tham gia một cách tích cực nhất, góp phần cho cái cuộc thi nó đạt hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản hướng đến xuất khẩu năm 2023. Mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp năm 2023 tăng 4-5% và tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 5-6% so với năm 2022. Giải pháp trọng tâm được tỉnh Ninh Thuận đưa ra là hỗ trợ thí điểm mô hình chuỗi giá trị dê cừu để hướng đến xuất khẩu bằng các dự án liên kết mô hình khuyến nông hiệu quả, hỗ trợ các chuỗi giá trị xây dựng các hồ sơ để đủ điều kiện phục vụ việc lập hồ sơ xuất khẩu nông sản, trong đó tập trung hỗ trợ cấp mã số vùng nuôi, vùng trồng, phục vụ truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ các chuỗi giá trị tổ chức lại sản xuất để phù hợp với yêu cầu thị trường xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý phát triển thị trường cho các chủ thể đang xuất khẩu nông sản và chủ thể các sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm có mặt tại vùng đất xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, cây mít Thái đang tỏ ra thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Vì ngay lứa quả đầu tiên đã cho nhiều quả và mang lại thu nhập đáng kể cho người nông dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. 3 năm trước, gia đình chị Orai Thị Hề ở thôn Giá, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam được nhà nước hỗ trợ hơn 100 cây mít Thái để trồng tập trung. Giờ đây, hai sào mít của chị cây nào cũng cho trái bói. Cây ít 3 đến 4 trái, cây nhiều cả chục trái nên chị Hề rất vui vì từ nay trở đi gia đình đã có nguồn thu từ cây mít Thái. Theo em thấy thì đất này trồng mít cũng được, rất là tốt, cũng ra trái nhiều. Giá thì bây giờ thì cỡ 10.000 ký. Rồi bán cho thương lái về tận nhà lấy luôn là 10.000 ký. Một trái thì tầm 5-6 ký, có khi cũng có 7-8 ký. Bình quân một trái thì cũng được 6-70.000. Có vườn mít xanh tốt và cây nào cũng ra nhiều trái. Giờ đây, ông bà Giá Trà ở thôn Giá, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đã không còn nghi ngờ tính hiệu quả của mô hình. Thay vào đó, giờ đây, ngày nào ông cũng có mặt ở vườn để vừa chăm sóc mít, vừa coi ngó thành quả sau 3 năm trong đợi. Hồi xưa là trồng bắp với là trồng đậu,
mà coi như là tờ coi như là chương trình coi như là đổi cái mít này là coi như là làm mô hình là coi như là tờ coi như là xã là coi như là phát triển coi như cho nông thôn coi như là đổi mới. Ngày là năm nay là coi như là 3 năm rồi, trong mít này là coi như là 3 năm coi như năm nay là có trái rồi á. Là có thể là bà con có thể mừng. Mô hình trồng mít Thái ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam là kết quả của việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Ninh Thuận triển khai cách đây hơn 3 năm. Ban đầu chương trình chọn 20 hộ để hỗ trợ cây mít Thái, kỹ thuật đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, trồng tập trung trên diện tích mỗi hộ 2 sào. Với kết quả bước đầu của cây mít Thái, hiện xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đang xây dựng kế hoạch để nhân rộng mô hình. Tiếp tục là nhân rộng cái mô hình cây mít Thái cho bà con, đặc biệt là cái khu Anh Dũng thì hiện nay cũng đã triển khai cho bà con là đăng ký các cái diện tích mà trồng cây mít để khi mà có thì sẽ triển khai. Bên cạnh đó là cũng hỗ trợ bò thì ở đây là nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản cho bà con để mà có cái tạo cái động lực, tạo cái sinh kế cho bà con vươn lên thoát nghèo trong thời gian đến. Mít Thái là loại cây trồng không tốn nhiều công chăm sóc, phù hợp với trình độ canh tác của đồng bào Rắc Lai. Hiện nhiều hộ đồng bào Rắc Lai nơi đây đang tận dụng tán mít để nuôi gà thả vườn. Nếu được tiếp sức từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, mô hình sẽ mang lại hiệu quả kép, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.